duyên em trôi vào ánh sáng hồng dưới những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta. Duyên em trôi vào bên bây giờ 2:15 rồi. Đây 2:20 rồi ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời và thông báo đến tất cả quý vị khách quý. Như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay, theo như thông tin của gia đình nhà gái, chúng tôi được biết rằng phải là nạp tài của gia đình nhà trai chủ thể Nguyễn Hưng, những người con quê hương phường Quảng Vinh lúc này đã xuất phát cùng với sinh lễ nạp tài trở về gia đình nhà gái. Cô dâu Lê Hằng xin được thông báo và trân trọng kính mời quý vị cùng bất chấp thời gian trở về quân trời gia đình nhà gái. Ông Lê Nhữ Toàn và Nguyễn Thị Hiền và trang trọng xin được tha thiết và chào đón quý vị.
Nguyễn Thị Hiền, số nhà 250 đường Ngô Quyền, khu phố Hoan Kính, phường Trung Sơn. Xin được đồng nhiệt chào mừng tới CNN quý vị, tình cảm thân tình bà con khu phố. Chúng tôi xin tham thiết trân trọng kính mời quý vị vừa đón tiếp của với đoàn nhà gái. Chúng ta cùng sẵn sàng để đón với đoàn nhà trai trong buổi lễ gia tài hôm nay. Trông thấy phái đoàn gia đình nhà trai chủ đề những lưng trống hiện diện đối với gia đình nhà gái và không khí vô cùng vui tươi hạnh phúc của mọi người. Gia đình nhà gái cô dâu Lê Hằng, chúng tôi chính thức đón phái đoàn đặt tài gia đình nhà trai chủ đề nguyễn lưng trong người trong ngày hôm nay. Trong niềm vui phấn khởi tay bắt mặt mừng, gia đình nhà gái chúng tôi chính thức đón phái đoàn gia đình nhà trai. Và xin mời công các bà, quý vị quan khách quý, chúng ta sẽ cùng nhau sánh bước và di chuyển vào bên phía trong hội trường của gia đình nhà gái chúng tôi. Với niềm vui vẫn gửi tay bắt mặt mừng, chúng ta cũng đã và đang được trông thấy những hình ảnh vô cùng đẹp và hạnh phúc trong buổi chiều ngày hôm nay.